Bạch Mai. Kính thưa các thầy cô trong ban chủ tọa, kính thưa các anh chị đồng nghiệp cùng các quý vị đại biểu. Sau đây em xin trình bày về đề tài nghiên cứu của em là có tên là nghiên cứu đặc điểm lâm sàng các lâm sàng vi khuẩn học và kết quả điều trị bệnh nhân viêm phổi bệnh viện tại trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai. Bài trình bày của em gồm 5 phần. Nhất là đặt vấn đề viêm phổi bệnh viện là một nhiễm khuẩn bệnh viện liên quan đến chăm sóc y tế thường gặp tại khoa hồi sức tích cực và là gây khó khăn trong việc chẩn đoán cũng như việc điều trị. Viêm phổi bệnh viện cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các loại nhiễm khuẩn bệnh viện. Theo Bộ Y tế năm 2012 tỷ lệ tử vong khoảng 30 đến 70% trong nhiễm khuẩn bệnh viện. Định nghĩa thì viêm phổi bệnh viện được định nghĩa là viêm phổi mới xuất hiện xảy ra sau khi bệnh nhân nhập viện trên 48 giờ hoặc muộn hơn mà không có biểu hiện ủ bệnh tại thời điểm nhập viện. Về dịch tế học thì trên thế giới thì hàng năm thì có từ 250 đến 300 triệu ca viêm phổi bệnh viện, chiếm từ 26% trong nhiễm khuẩn bệnh viện trong các khoa ICU. Tại Việt Nam thì tỷ lệ viêm phổi bệnh viện chiếm từ 21 đến 75% trong nhiễm khuẩn bệnh viện ở các bệnh viện trên toàn quốc. Về căn nguyên gây viêm phổi bệnh viện thì viêm phổi bệnh viện trong giai đoạn sớm thì chủ yếu là các vi khuẩn đang còn nhạy cảm với kháng sinh. Còn trong khi đó các nguyên nhân gây viêm phổi bệnh viện giai đoạn muộn là các vi khuẩn đa kháng. Theo các dữ liệu tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đức, Chợ Giấy và Bình Dân năm 2015-2016 thì căn nguyên gây viêm phổi bệnh viện chủ yếu là các vi khuẩn gram âm, trong đó thì Acinetobacter baumannii và trực khuẩn mũi xanh chiếm tỷ lệ cao. Về mặt chẩn đoán viêm phổi bệnh viện là xuất hiện sau 48 giờ nằm viện, xuất hiện các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng. Thứ nhất là ít nhất là một triệu chứng về toàn thân, thay đổi về nhiệt độ, về thay đổi về bạch cầu và thay đổi về ý thức của bệnh nhân trên 70 tuổi mà loại trừ các nguyên nhân khác, và kết hợp với hai triệu chứng về hô hấp, thay đổi về đờm, về ho và khám phổi có gian và xét nghiệm khí máu xóa đi kèm theo tổn thương trên phim phổi, hoặc là xuất hiện đủ 4 tiêu chuẩn là một triệu chứng về toàn thân, một triệu chứng về hô hấp và một triệu chứng hình ảnh cộng với xét nghiệm vi sinh về căn nguyên bệnh. Đây là theo CDC Hoa Kỳ năm 2018. Về các yếu tố nguy cơ thì bao gồm tuổi cao trên 55 tuổi, bệnh phổi, các bệnh mạn tính, viêm phổi hít, phẫu thuật lớn nhất là phẫu thuật ngực bụng và đặt catheter, điều trị kháng sinh tính mạch kéo dài, phổ rộng và đa chấn thương hoặc liệt. Về nguyên tắc điều trị kháng sinh trong viêm phổi bệnh viện là kháng sinh ban đầu thì dùng sớm nhất có thể, điều trị kháng sinh ban đầu theo kinh nghiệm và điều trị kháng sinh khi có kết quả xét nghiệm vi khuẩn và kháng sinh đồ. Về thời gian dùng kháng sinh thì thông thường là 7 ngày thì có thể kéo dài từ 15 đến 21 ngày tùy theo căn nguyên gây bệnh và cơ địa bệnh nhân. Về quyết định ngừng kháng sinh thì dựa vào chủ yếu nồng độ prostaglandin máu kết hợp với điều trị toàn diện bệnh nhân. Về đối tượng nghiên cứu của em thực hiện trong nghiên cứu là bệnh nhân được viêm phổi bệnh viện thì được chẩn đoán và điều trị tại trung tâm hô hấp bệnh viện Mai, thời gian nghiên cứu từ tháng 9 năm 2019 đến 8 năm 2020. Về phương pháp nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang và tiền cứu và xử lý số liệu theo SPSS. Về kết quả, thứ nhất là đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu là về độ tuổi trung bình thì là 62,85 tuổi. Kết quả này thì cũng gần tương tự với nghiên cứu của Lạc Cái Hương năm 2012 thì cũng được thực hiện tại trung tâm bệnh viện Bạch Mai trên 43 bệnh nhân thì độ tuổi trung bình là 66. Về thời gian khởi phát trung bình là 55,54 ngày, sớm nhất là 2 ngày, muộn nhất là 28 ngày. Nhóm bệnh nhân khởi phát sớm chiếm tỷ lệ cao nhất là 87,8%. Về cái thời gian nằm viện trung bình của nhóm nghiên cứu là 15,1 ngày. Nhóm bệnh nằm trên 14 ngày thì chiếm tỷ lệ cao nhất 46,3%. Thời gian nằm viện ở trung bình này thì thấp hơn trong nghiên cứu của Lạc Quế Hương năm 2012. Về cái đặc điểm ý thức của bệnh nhân thì tại thời điểm khởi phát thì tỉnh táo có 98%, sau điều trị thì tỉnh táo được 88%, lơ mơ 7%, hôn mê 5%. Về thay đổi về nhiệt độ của bệnh nhân thì tại thời điểm khởi phát thì hầu như 100% bệnh nhân có thay đổi về nhiệt độ làm sốt. Về cái SpO2 của bệnh nhân thì thời điểm khởi phát thì có 90,2% bệnh nhân có SpO2 dưới 95%. SpO2 trung bình của bệnh nhân thì tăng và thay đổi trong quá trình điều trị. Về tính chất đờm bệnh nhân thì thời điểm khởi phát thì có 88% bệnh nhân có thay đổi tính chất của đờm, màu sắc đờm chủ yếu là màu xanh, màu đục và màu vàng. Về triệu khám thực thể ở phổi thì cái gian bệnh lý gặp nhiều nhất là gian nổ chiếm 85,4%. Cái này cao hơn trong nghiên cứu của Nguyễn Hải Anh và Nguyễn Thị Tuyết Linh cũng được thực hiện tại trung tâm hấp bệnh Bạch Mai. Về đặc điểm cận lâm sàng trong công thức máu của bệnh nhân thì tại thời điểm khởi phát thì có 80% bệnh nhân có bạch cầu lớn hơn 10.000.
Về CRP của bệnh nhân thì lúc khởi phát viêm phổi bệnh viện CRP thì trung bình là 14,3 và nó giảm trong quá trình điều trị. Thì tổn thương gặp chủ yếu trên phim X quang phổi của bệnh nhân là tổn thương đám mờ chiếm 46%, tiếp đến là tổn thương mờ lan tỏa hai phổi thì 39%, tổn thương đông đặc thì chỉ có chiếm 10%. Về vi khuẩn nơi cấy thì tỷ lệ nơi cấy vi khuẩn dương tính chỉ được 39%, trong đó Acinetobacter baumannii và trực khuẩn mùa xanh chiếm tỷ lệ cao lần lượt 44 và 31%. Kháng sinh đầu thì cho thấy thì sự nhạy cảm của các kháng sinh thì rất thấp ở tất cả các nhóm kháng sinh đang dùng. Trong đó sẽ Acinetobacter baumannii kháng với cấp Apanem thì 85,75%, trực khuẩn mũi xanh thì kháng với Meropenem 40%, còn FCA thì kháng với hầu hết tất cả các kháng sinh đang dùng. Kháng sinh thì được điều trị chủ yếu trong viêm phổi bệnh viện là chủ yếu là Meronem chiếm 63,2%, Imipenem 249%, Levofloxacin 55,2%, Colistin 12%. Về kết quả điều trị thì sau quá trình điều trị thì có 49% bệnh nhân khỏi bệnh, 37% đỡ, 2 không cải thiện và 12% nặng lên. Kết quả này thì có sự chuyển biến tích cực hơn trong nghiên cứu của Lạc Quế Hương là chuyển 75% đỡ, 2 nặng xin về và 3 chuyển hồi sức tích cực. Và kết quả này cũng có sự khác biệt giữa hai nhóm bệnh nhân khởi phát viêm phổi sớm và khởi phát viêm phổi bệnh viện muộn, cũng như có sự khác biệt giữa hai nhóm là vi khuẩn nơi cấy dương tính và vi khuẩn nơi cấy âm tính. Về kết luận thì qua quá trình nghiên cứu thì 41 bệnh nhân viêm phổi bệnh viện tại trung tâm Bệnh viện Bạch Mai thì em rút ra một số kết luận đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân viêm phổi bệnh viện. Độ tuổi trung bình là 62,85, tỷ lệ nam trên nữ là 72, thời gian khởi phát viêm phổi bệnh viện trung bình là 5,54 ngày. Triệu chứng gặp chủ yếu là sốt và ho. Về đặc điểm cận lâm sàng và vi khuẩn học là tổn thương gặp chủ yếu trên X quang phổi, gặp nhiều nhất là đám mờ chiếm 46%. Bạch cầu trung tính lúc khởi phát là 14,6 Ga trên lít. Tỷ lệ vi khuẩn nơi cấy dương tính là 39%. Vi khuẩn căn nguyên gây viêm phổi bệnh viện chủ yếu là Acinetobacter baumannii 43,75% và trực khuẩn mùa xanh 31,25%, Klebsiella 12,5%. Trong đó sự Acinetobacter baumannii có sự đề kháng với carbapenem là 85,75%. Về kết quả điều trị thì thời gian điều trị trung bình là 15,1 ngày. Các kháng sinh thường dùng trong điều trị viêm phổi bệnh viện là Meropenem 63,2%, Imipenem 24,9%, Levofloxacin 55,2%, còn colistin 12%. Sau quá trình điều trị thì có 20 bệnh nhân khỏi bệnh, chiếm 48,8%, đỡ 15 bệnh nhân, không cải thiện thì có 2,4%, nặng lên thì có 12,2%. Trong đó có 2 xin về và không có bệnh nhân nào tử vong. Đây, em xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của thầy cô cực kỳ nông nghiệp.